năm mươi lăm quả vị tu chứng, Trích kinh Lan nghiêm quyển 8 Này A nan, khi ái dục của thiện nam tử đó khô kiệt, các căn sẽ không còn phối hợp với trần cảnh và tập khí còn sót lại của họ sẽ không tiếp tục sanh khởi. Những chấp trước sẽ rỗng không, tâm ý sáng suốt và chỉ còn trí tuệ tinh thuần. Tuệ tánh viên minh của họ ánh triệt các thế giới trong mười phương. Có được trí tuệ đó là do ái dục của họ đã khô cạn giai đoạn này gọi là can tuệ địa. Mặc dù tập khí ái dục của họ mới vừa khô cạn, nhưng họ vẫn chưa vào dòng pháp thủy của Như Lai. Thứ nhất, bây giờ người ấy liền dùng tâm đó để vào dòng trung đạo và sự viên mãn vi diệu được mở bày. Từ sự nhiệm màu viên mãn chân thật đó, một vi diệu chân thật khác lại hiện ra và họ có được một lòng tin nhiệm màu thường trụ. Đến đây tất cả vọng tưởng của họ đều diệt sạch chẳng sót và chỉ còn trung đạo chân thật. Giai đoạn này gọi là tính tâm. Thứ nhì, từ tính tâm chân thật đó phát huy trí tuệ minh liễu, mọi thứ đều viên thông và uẩn xứ giới không thể làm chướng ngại nữa. Như vậy cho đến việc xả thân thọ thân và tất cả tập khí trong vô số kiếp ở quá khứ cùng vị lai đều hiện ra ở trước. Thiện nam tử đó đều có thể ghi nhớ và không hề quên sót. Giai đoạn này gọi là niệm tâm. Thứ ba, khi chỉ còn chân diệu viên mãn, tinh nguyên của chân thật đó bắt đầu chuyển hóa tập khí từ vô thị của họ để khai thông thành một tinh nguyên minh liễu. Duy chỉ với tinh nguyên minh liễu đó, họ sẽ tiến bước vào thanh tịnh chân thật. Giai đoạn này gọi là tinh tấn tâm. Thứ tư, khi tinh nguyên minh liễu hiện tiền, tâm của họ hoạt động hoàn toàn bằng trí tuệ. Giai đoạn này gọi là tuệ tâm. Thứ năm, khi chấp trì trí minh đó, tâm của họ sẽ chu biến tịch tỉnh trạm nhiên và tịch diệu thường trụ. Giai đoạn này gọi là định tâm. Thứ sáu, khi quang minh của định càng phát sáng, minh tánh của họ vào sâu trong định và chỉ có tiếng chứ không thoái. Giai đoạn này gọi là bất thoái tâm. Thứ bảy, khi tâm tiến vào sâu thì càng được an nhiên, họ bảo trì và không để mất cảnh giới đó. Bây giờ họ có thể giao tiếp với nguồn khí của chư Như Lai trong mười phương. Giai đoạn này gọi là hộ pháp tâm. Thứ tám, khi thành tựu bảo trì giác minh, họ có thể dùng năng lực vi diệu để chuyển quang minh từ bi của chư Phật hướng vào bên trong nơi chư Phật an trụ. Đây ví như ánh sáng phản chiếu lẫn nhau giữa hai tấm gương và những hình ảnh vi diệu ở trong đó trùng trùng tương nhập. Giai đoạn này gọi là hồi hướng tâm. Thứ chín, khi ánh sáng của tâm ẩn mật phản chiếu, họ được kiên định và thanh tịnh vi diệu vô thượng của chư Phật. Họ an trụ trong vô vi và không còn quên mất Giai đoạn này gọi là giới tâm. Thứ 10, khi đã an trụ tự tại trong giới luật, họ có thể du hành khắp mười phương và nơi đến tùy ý. Giai đoạn này gọi là nguyện tâm. Thứ nhất, này A Nan, khi thiện nam tử đó đã dùng phương tiện chân chánh để vào mười cảnh giới của tâm, thì tâm tinh nguyên của họ sẽ phát huy rực rỡ. Công dụng của mười cảnh giới của tâm kết hợp vào nhau và thành tựu một tâm viên mãn giai đoạn này gọi là phát tâm trụ thứ nhì từ ở trong cảnh giới của tâm đó sẽ phóng ra ánh sáng nó tựa như vàng rồng hiện ra ở trong lưu ly báu thanh tịnh hành giả nương vào cảnh giới vi diệu của tâm đó để tu chỉnh bản thân đầy ví như việc san bằng đất đai giai đoạn này gọi là trị địa trụ thứ ba ở giai đoạn của tâm địa này trí tuệ của họ kết hợp vào nhau và mọi thứ đều được minh liễu họ có thể du hành khắp mười phương mà chẳng hề bị chướng ngại giai đoạn này gọi là tu hành trụ thứ tư khi ấy họ đi chung với chư phật và cùng thọ nguồn khí của chư phật như thân trung ẩn âm thầm tự tìm cha mẹ hành giả vào nhà của như lai thì cũng vậy giai đoạn này gọi là sanh quý trụ thứ năm bây giờ họ đã vào nhà của như lai nên sẽ thừa hưởng đặc tánh của bậc giác ngộ Đầy ví như khi bào thai đã hình thành thì nhân tướng hiện ra không thiếu sót. Giai đoạn này gọi là phương tiện cụ túc trụ. Thứ sáu, dung mạo của họ đồng như chư Phật và tâm tướng của họ cũng vậy, giai đoạn này gọi là chánh tâm trụ. Thứ bảy, thân tâm của họ hợp thành và ngày càng tăng trưởng lợi ích, giai đoạn này gọi là bất thoái trụ. Thứ tám, thân của họ cùng một lúc có thể hiện ra đầy đủ 10 tướng thần diệu giai đoạn này gọi là đồng chân trụ. Thứ chín, một khi thân tướng hình thành đầy đủ, họ ra khỏi thai và làm con của Phật, giai đoạn này gọi là Pháp Vương Tử Trụ. Thứ mười, khi đã thành nhân, họ ví như Thái tử được Đại Vương ủy nhiệm việc nước, rồi khi trưởng thành, Thái tử được vua cha làm lễ quán đảnh, giai đoạn này gọi là quán đảnh trụ. Thứ nhất, này A Nan khi thiện nam tử đó đã trở thành con của Phật, họ đầy đủ vô lượng diệu đức của Như Lai và tùy thuận chúng sanh khắp mười phương. Giai đoạn này gọi là hoan hỷ hành. Thứ nhì, tiếp đến họ khéo có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Giai đoạn này gọi là nhiều ích hành. Thứ ba, trong tiến trình của giác ngộ chính mình và giác ngộ người khác, họ được khả năng không vi phạm hay kháng cự. Giai đoạn này gọi là vô sân hận hành. Thứ tư, cho đến tận cùng biên tế của vị lai, họ sanh ra giữa muôn loài chúng sanh với ba đời bình đẳng và thông đạt khắp mười phương giai đoạn này gọi là vô tận hành thứ năm khi tất cả muôn loại pháp môn hợp thành đồng nhất thì họ không còn sai lầm trong việc tu tập giai đoạn này gọi là ly si loạn hành thứ sáu ở trong sự đồng nhất hiển hiện những dị biệt nhưng đối với mỗi tướng sai khác đó họ đều thấy giống nhau giai đoạn này gọi là thiện hiện hành thứ bảy như vậy cho đến số vi trần đầy khắp mười phương hư không và trong mỗi vi trần hiện ra các thế giới trong mười phương, nhưng họ chẳng thấy vi trần và thế giới hiện ra mà có sự chướng ngại nào. Giai đoạn này gọi là vô trước hành. Thứ tám, họ quan sát muôn cảnh giới hiện tiền đều là pháp đệ nhất đến bờ kia. Giai đoạn này gọi là tôn trọng hành. Thứ chín, khi tất cả viên dùng như thế, họ có thể thành tựu quy tắc của mười phương chư Phật Giai đoạn này gọi là thiện pháp hành. Thứ 10. Mỗi pháp thực hành đều là thanh tịnh vô lậu, do bởi tánh bổn nhiên của chúng là một vô vi chân thật. Giai đoạn này gọi là chân thật hành. Thứ nhất, này a nan bây giờ thiện nam tử đó đã đầy đủ thần thông và thành tựu Phật sự. Tâm họ thuần khiết tinh chân và rời xa những hoạn nạn. Tuy họ cứu độ chúng sanh nhưng diệt trừ tướng cứu độ chúng sanh họ xoay chuyển tầm vô vì để hướng đến con đường tịch diệt cho chúng sanh. Giai đoạn này gọi là cứu nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng, hồi hướng. Thứ nhì, họ hoại trừ những gì đáng hoại trừ và rời xa những gì đáng rời xa. Giai đoạn này gọi là bất hoại hồi hướng. Thứ ba, bổn giác của họ trạm nhiên và bằng như sự giác ngộ của chư Phật. Giai đoạn này gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Thứ tư, khi tinh nguyên chân thật phát huy sáng rực họ đứng cùng một nơi với chư phật giai đoạn này gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng thứ năm khi đi vào các thế giới và trở thành đồng cảnh giới với chư như lai họ trải nghiệm sự kết hợp cả hai mà chẳng bị ngăn ngại giai đoạn này gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng thứ sáu khi trở thành đồng với cảnh giới của chư như lai họ đều sanh khởi nhân thanh tịnh ở trong mỗi tiến trình tu tập nương vào nhân đó họ phát huy rực rỡ và hướng đến đạo tịch diệt. Giai đoạn này gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Thứ bảy, do căn lành đã thành lập nơi thật tướng, họ quan sát như vậy. Tất cả chúng sanh trong mười phương đều đồng bổn tánh với mình. Bây giờ tánh của ta thành tựu viên mãn và biết rằng không một chúng sanh nào mất chúng vĩnh viễn. Giai đoạn này gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Thứ tám, Mặc dù trải nghiệm một với hết thảy pháp, nhưng họ lìa tất cả tướng. Ý niệm về một với hết thảy pháp và lìa tất cả tướng, cả hai họ đều không chấp trước. Giai đoạn này gọi là chân như tướng hồi hướng. Thứ chín, khi đạt đến chân như thật sự, họ không gặp bất cứ sự cản trở nào ở khắp mười phương. Giai đoạn này gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Thứ mười, khi họ thành tựu viên mãn công đức của chân tánh, mọi giới hạn đến pháp giới đều diệt trừ, giai đoạn này gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Này A Nan, khi thiện nam tự đó đã hoàn toàn thanh tịnh tâm của mình qua 41 giai đoạn, họ tiếp đến cần thành tựu thêm bốn loại tu hành vi diệu viên mãn. Thứ nhất, đến đây họ dùng tâm của mình để tu hành và đang ở ranh giới đạt đến giác mộ của Phật. Họ được ví như người dùi lửa và mong phát lửa để đốt miếng cây đang dùi. Giai đoạn này gọi là noãn địa, Thứ nhì, họ lại dùng tâm của mình để tu hành, gần hoàn thành những gì mà Phật đã trải qua và sắp không còn lệ thuộc trên đất. Họ được ví như người đứng trên đỉnh núi cao, gần như toàn thân vào hư không và chỉ có một chút nhỏ ngăn ngại ở phía dưới. Giai đoạn này gọi là đảnh địa. Thứ ba, bây giờ tâm của họ và tâm của Phật đồng nhau, họ khéo chứng đắc trung đạo. Họ được ví như người nhẫn nhịn những việc mà không thể ôm trọn, nhưng cũng không thể bày tỏ. Giai đoạn này gọi là nhẫn địa. Thứ tư, khi mọi số lượng tiêu diệt, họ không còn phân biệt giữa mê với giác và trung đạo. Giai đoạn này gọi là thế đệ nhất địa. Thứ nhất, này A Nan, khi thiện nam tử đó ở trong đại giác mà khéo được thông đạt, họ giác ngộ như chư như lai và thông đạt tất cả cảnh giới của Phật. Giai đoạn này gọi là hoan hỷ địa. Thứ nhì, khi tánh dị biệt trở thành tương đồng và tánh tương đồng cũng diệt mất, giai đoạn này gọi là ly cấu địa. Thứ ba, khi thanh tịnh đến tột cùng thì sáng rực phóng ra, giai đoạn này gọi là phát quan địa. Thứ tư, khi sáng rực đến tột độ thì tuệ giác viên mãn, giai đoạn này gọi là diễm tuệ địa. Thứ năm, khi họ hoàn toàn vượt qua tất cả những điểm tương đồng và dị biệt ở những giai đoạn trước, giai đoạn này gọi là nang thắng địa. Thứ sáu, khi tánh thanh tịnh của chân như vô vi hiển lộ sáng ngời, giai đoạn này gọi là hiện tiền địa thứ bảy khi họ đến tận cùng ranh giới của chân như giai đoạn này gọi là viễn hành địa thứ tám khi mọi thứ đều là một tâm chân như giai đoạn này gọi là bất động địa thứ chín khi họ có thể phát khởi công dụng của chân như giai đoạn này gọi là thiện tuệ địa này a nan đến đây sự tu tập và công đức của những vị bồ tát ấy đã viên mãn cho nên giai đoạn này cũng gọi là tu tập vị. Thứ 10, khi bóng râm của mây từ nhiệm màu che phủ biển tịch diệt, giai đoạn này gọi là pháp vân địa. Khi Chư như lai xoay ngược hướng để trở lại độ chúng sanh và những vị Bồ Tát đó thuận hướng trên con đường tu tập, họ gặp gỡ ở ranh giới giác ngộ của Phật, giai đoạn này gọi là đẳng giác. Này A Nan, từ can tội địa đến đẳng giác, họ được tuệ giác đó là do làm khô kiệt vô minh ở trong tâm kim cang. Như vậy khi đã trải qua 12 giai đoạn, 7 quả vị đơn lập và 5 nhóm của 10 quả vị, họ cuối cùng mới đạt đến diệu giác và thành đạo vô thượng. Ở mỗi giai đoạn, họ đều dùng tâm kim cang để quan sát như huyễn về 10 loại thí dụ thâm sâu, với pháp tu chỉ để diệt trừ vọng tưởng trong tâm và dùng pháp tu quán của Như Lai, họ lần lần thứ tự vào sâu và thanh tịnh tu chứng. Này A Nan, Do bởi vị ấy đã dùng ba bước để dần dần thứ tự tăng tiến như thế, nên họ khéo có thể thành tựu 55 quả vị chân thật trên con đường giác ngộ. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.